chủ nhà đập phá nhà, người bị vỡ nợ sụp đổ, rủi ro từ bán nhà đấu giá thi hành án ở Trung Quốc rất lớn. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Chủ nhà không trả nổi khoản vay thế chấp, bị ngừng cung cấp tài chính, nhà của họ bị tòa án đưa ra đấu giá. Vì nhà đấu giá của tòa án được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, cuối cùng chủ nhà vẫn không thể trả được hết nợ. Trước ngày bị đấu giá, chủ nhà đã giận dữ đập phá toàn bộ nội thất của ngôi nhà. Một chủ nhà ở Tô Châu đã đập phá cửa chính và mặt bàn bếp trước khi ngôi nhà của anh ta bị tòa án đưa ra đấu giá. Một chủ nhà ở Trung Khánh, sau khi nhà của mình bị tòa án bán đấu giá, đã đập phá toàn bộ nội thất bên trong. Một chủ nhà ở Hợp Phi cũng đã đập phá nội thất trong nhà và nói rằng tôi thà phá hủy nó còn hơn giao cho các người. Thậm chí còn cực đoan hơn, một số chủ nhà đã tháo hết cửa và cầu thang từ những ngôi nhà bị tòa án đưa ra đấu giá. Tại huyện Thanh Hà, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, một người đã mua được một ngôi nhà thông qua đấu giá tư pháp năm ngoái. Nhưng chủ nhà cũ đã trì hoãn suốt nửa năm và từ chối giao nhà. Người này còn cố ý phá hoại sau khi tòa án thi hành việc chuyển giao. Ngôi nhà đã bị bỏ lại trong tình trạng hỗn loạn, trông như một bãi chiến trường. Một cư dân ở Trường Sa đã bỏ ra 2,22 triệu tệ, tức là khoảng 7,5 tỷ đồng, để mua một căn nhà đấu giá pháp lý được trang trí sang trọng. Nhưng khi hoàn tất mọi thủ tục và đến nhận nhà, thì anh ta sững sờ, ngôi nhà tan hoang, cửa nhà, cầu thang, sàn nhà, trần nhà và tủ đều bị phá hỏng. Sau đó, tòa án địa phương xác nhận rằng thiệt hại nghiêm trọng bên trong ngôi nhà là do chủ nhà cũ, tức là người bị thi hành án gây ra. Cuối cùng, tòa án yêu cầu chủ nhà cũ bồi thường 200.000 tệ, tức là khoảng 680 triệu đồng cho thiệt hại về nội thất. Trong video, người phụ nữ đang la hét dữ dội chính là chủ nhà cũ của căn nhà này. Cô ta mất kiểm soát khi đối diện với nhân viên thi hành án của tòa án. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng một người mà đến nhà của mình cũng bị đấu giá thì liệu có thể lấy ra được 200.000 tệ hay không? Có lẽ người mua nhà đấu giá này cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong video, chủ nhà hiện tại đã mua nhà đấu giá pháp lý chất vấn chủ cũ rằng tại sao ngôi nhà mà mình bỏ ra 5 triệu tệ để mua, tức là khoảng 17 tỷ đồng, lại bị phá hỏng như vậy. Hai người nghe này, chúng tôi đã mua ngôi nhà này thông qua đấu giá của tòa án với giá 5 triệu tệ. Vậy nội thất đã đi đâu hết rồi? Ngôi nhà của chúng tôi đã bị bán đấu giá cho các người. Nội thất do chúng tôi làm, tất nhiên chúng tôi có quyền phá hủy nó. Tại sao anh lại phá hỏng nó? Các người mua ngôi nhà không phải nội thất bên trong, đúng không? Chúng tôi đã mua nó vì nội thất sang trọng, không có nội thất. Ngôi nhà này có đáng giá 5 triệu không? Nó không có, thì sao tôi mua nó? Người dùng mạng xã hội bình luận rằng, các tòa án Trung Quốc chỉ xử lý việc đấu giá nhà và thu tiền. Ngôi nhà chưa được dọn dẹp sạch sẽ, đã ký hợp đồng, dẫn đến xung đột giữa chủ nhà cũ và mới. Cuối cùng, người dân thường phải chịu đựng hậu quả. Mua nhà đấu giá thi hành án ở Trung Quốc tồn tại rất nhiều rủi ro. Người bình thường nên tránh xa các ngôi nhà đấu giá thi hành án. Không ngạc nhiên khi năm 2024 lại có một lượng lớn nhà đấu giá thi hành án xuất hiện trên thị trường. Giá thường thấp hơn 20% đến 30% so với nhà cùng khu vực. Nhưng bạn nên tuyệt đối tránh xa chúng. Tại sao vậy? Vì những ngôi nhà đấu giá này thường thấp hơn 20 đến 30%, quyền sở hữu rõ ràng. Mua xong có thể ở ngay hoặc cho thuê ngay, tin tôi đi. Chắc chắn không đến tay người dân bình thường chúng ta. Những ngôi nhà mà bạn có thể mua thường có quyền sở hữu không rõ ràng, đã được thế chấp nhiều lần sau khi đấu giá pháp lý, một đống nợ của chủ cũ hàng ngày đến đòi nợ, hoặc ngôi nhà đã được cho thuê, hợp đồng thuê dài đến mười mấy, hai mươi mấy năm, hoặc ngôi nhà có người già 80-90 tuổi liệt giường, họ có người bệnh tâm thần ở trong. Đây là những rủi ro của những ngôi nhà đấu giá tư pháp. Đầu tiên, khó khăn trong việc đuổi người. Sau khi đấu giá, mặc dù bạn có nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu, nhưng vẫn có thể có người sống ở đó và họ có thể khó đối phó. Các tòa án đôi khi giúp đỡ trong việc đuổi người, nhưng quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian và gây mệt mỏi. Ngoài ra, với một số ngôi nhà đấu giá tư pháp,
bạn có thể phải đối mặt với sự quấy rối từ chủ sở hữu trước đó, người đã bị cưỡng chế đuổi ra. Điều này có thể bao gồm việc thay khóa hoặc đe dọa. Một số chủ nhà sở hữu bị đuổi ra ngoài vì oán hận có thể phá hoại tài sản, chẳng hạn như đập tường hoặc thay khóa, gây thiệt hại cho người mua mới. Nếu bạn gọi cảnh sát, họ có thể nói rằng đây là nhà đấu giá của tòa án và bạn cần liên hệ với tòa án. Tuy nhiên, nguồn nhân lực và tài nguyên của tòa án thường hạn chế, nên cuối cùng, nhà đấu giá pháp lý rất có thể rơi vào tình trạng không ai quản lý. Vì vậy, đối với người bình thường, tốt nhất là nên tránh xa các ngôi nhà đấu giá tư pháp. Khi tình hình kinh tế của Trung Quốc ngày càng xấu đi, nhiều người đang mất đi sinh kế của mình. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, đồng nghĩa với việc nhiều người đã từng vay mượn mua nhà, không còn thu nhập, không thể trả được khoản vay thế chấp. Điều này đã khiến nhiều người trở thành kẻ vỡ nợ, ngôi nhà của họ bị tòa án đấu giá. Đêm khuya trên một cây cầu, một người đàn ông trở thành vô gia cư sau khi mất việc và vỡ nợ thế chấp. Anh ta ngồi bệt dưới đất, khóc nức nở vì không còn nhà để về. Quả thật, sự sụp đổ của người trưởng thành có thể chỉ xảy ra trong tích tắc. Tại Đông Quan, Quảng Đông, sau khi một chủ nhà vỡ nợ, ngôi nhà của họ bước vào quá trình đấu giá. Những người mua nhà tiềm năng đến xem nhà chỉ để thấy chủ nhà gục ngã trong nước mắt, gần như phát điên. Các bình luận viên cho rằng số lượng nhà bị đấu giá tại Đông Quan đang tăng lên do vỡ nợ. Mỗi ngôi nhà đấu giá tương đương với một gia đình tan vỡ. Bạn có biết rằng số lượng nhà đấu giá tư pháp tại Quảng Châu tăng lên hàng ngày mà không có dấu hiệu chậm lại? Sự gia tăng này chủ yếu là do một số tài sản đang mất giá quá nhanh. Nhiều người không chỉ mất tiền đặt cọc, mà giá trị của ngôi nhà thậm chí còn thấp hơn số tiền vay ngân hàng. Tôi ở Quảng Châu, đã làm việc trong lĩnh vực nhà đấu giá pháp lý được 3 năm, đã chứng kiến rất nhiều gia đình bị mất nhà. Đặc biệt trong 2 năm gần đây, nhiều chủ nhà mua nhà ở đỉnh cao của thị trường, khi đơn vị công tác cạn kiệt tài chính, họ kinh doanh thất bại, họ không thể thanh toán nợ vay và buộc phải từ bỏ ngôi nhà của mình. Khi ngôi nhà bị tòa án bán đấu giá trị sẽ chỉ còn khoảng 70% hoặc thậm chí 56% giá trị ban đầu, dẫn đến sự mất giá càng lớn hơn. Những ngôi nhà bị bán đấu giá pháp lý này đang trở nên ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Đó là những tài sản bị bán cưỡng chế theo lệnh của tòa án. Giá khởi điểm của nhà bán đấu giá pháp lý thường là 70% giá trị định giá. Nếu đấu giá không thành công, giá sẽ giảm thêm 20%, khiến chúng rẻ hơn nhiều so với các ngôi nhà mới và nhà đã qua sử dụng. Theo dữ liệu từ các tổ chức, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giá giảm trung bình cho các ngôi nhà đấu giá tư pháp là 80%, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy giá của chúng đang liên tục giảm. Trên trang đấu giá của Alibaba, một bất động sản ở quận Đông Thành, Bắc Kinh được định giá 42,7 triệu tệ, nhưng giá khởi điểm chỉ có 23,9 triệu tệ. Dù được xem hơn 3.600 lần, nhưng không có ai đặt giá và ngôi nhà đã bị bỏ trống. Tương tự, một bất động sản ở Cửu Công được định giá hơn 30 triệu tệ, nhưng giá khởi điểm chỉ có 16,9 triệu tệ và cũng không có ai đặt giá. Hãy tưởng tượng, bạn tiết kiệm từng đồng từng xu và sử dụng số tiền tiết kiệm của ba thế hệ trong gia đình để mua một ngôi nhà, thiết kế và trang trí tỉ mỉ, chỉ đến nó bị tòa án đưa ra đấu giá với giá thấp như vậy. Không chỉ mất tiền đặt cọc, số tiền đã trả nợ nhiều năm cũng đã mất theo. Giờ đây, ngôi nhà không còn, tiền cũng không còn, bạn có thể vẫn còn nợ ngân hàng và tiếp tục phải trả nợ. Không có gì ngạc nhiên khi các chủ nhà cảm thấy tức giận và phẫn nộ. Đây là lý do nhiều chủ nhà giận dữ phá hoại nhà đấu giá pháp lý. Còn có những chủ nhà từ chối giao nhà và tuyên bố rằng ai mua nhà đấu giá pháp lý của họ thì sẽ không bao giờ vào ở được. Mặc dù các ngôi nhà đấu giá tư pháp có giá thấp hơn nhiều so với thị trường, nhưng chúng đầy rẫy những rủi ro. Kết quả là hầu hết mọi người vẫn thận trọng, dẫn đến doanh số bán hàng của những bất động sản này không ấn tượng. Theo dữ liệu từ Trung tâm Đấu giá Pháp lý Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, thị trường đấu giá pháp lý ở Trung Quốc đã niêm yết tổng cộng 275.000 căn nhà đấu giá pháp lý. Trong đó, có khoảng 49.000 căn đã được giao dịch, tỷ lệ thanh lý chung là 17,8%, giảm 2,2 điểm phần trăm so với năm trước. Có 386.000 cuộc đấu giá với chỉ 49.000 lượt đặt giá thành công, dẫn đến tỷ lệ thành công chỉ là 12,8%. Do không có dữ liệu chính thức, số lượng nhà đấu giá pháp lý ở Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số. Người ta chỉ có thể lấy dữ liệu từ một số tổ chức nghiên cứu dân sự, nhưng dữ liệu của các nền tảng cũng khác nhau. Viện nghiên cứu trung lập gần đây báo cáo rằng, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, hơn 300 thành phố trên khắp cả nước đã niêm yết tổng cộng 324.000 ngôi nhà đấu giá tư pháp.
có bao nhiêu ngôi nhà đấu giá tư pháp ở Trung Quốc. Theo một số báo cáo, cựu thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm đã đề cập trong một bài phát biểu nội bộ gần đây rằng con số này đã đạt đến 4 triệu. Dữ liệu từ Trung Lập cho thấy rằng trong năm 2023, các thành phố có khối lượng niêm yết cao nhất là Trùng Khánh và Thành Đô, mỗi thành phố có hơn 11.000 lượt niêm yết. Tiếp theo là các thành phố Trịnh Châu, Nam Ninh, Trường Sa, Quảng Châu, Vệ Châu, Phật Sơn, Thẩm Dương và Vũ Hán. Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm lưu ý rằng, nếu các ngôi nhà đấu giá tư pháp chiếm 20% thị trường, chúng sẽ ảnh hưởng đến giá nhà cũ trong toàn bộ khu vực hoặc thành phố. Trong năm 2023, giá giao dịch cao nhất cho các ngôi nhà đấu giá tư pháp ở Ôn Châu với tỷ lệ giảm giá ở mức 95%, tiếp theo là Thâm Quyến với 90% và Liễu Châu là 89,8%, thấp nhất là ở Thạch Gia Trang, chỉ ở mức 69,4%. Nếu giá trị định giá đã ở mức 70% giá thị trường, thì giá nhà đấu giá tư pháp của Thạch Gia Trang chỉ bằng một nửa giá thị trường. Do số lượng nhà đấu giá pháp lý tăng vọt, số lượng giao dịch cũng tăng lên, nhưng tổng giá trị giao dịch lại giảm. Theo các báo cáo truyền thông, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, số lượng giao dịch nhà đấu giá tư pháp là 59.690, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch trong giai đoạn này là 94 tỷ tệ, giảm gần 4% so với năm ngoái. Tỷ lệ giảm giá trung bình từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay là 77%, giảm so với 80% cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là năm nay chiết khấu lớn hơn, giá nhà thấp hơn. Số lượng nhà đấu giá pháp lý ở Trung Quốc đã tăng vọt từ năm 2023. Theo dữ liệu của Trung tâm Đấu giá Pháp lý Trung Quốc, năm ngoái, tổng số lượng nhà đấu giá pháp lý, bao gồm cả nhà ở, công nghiệp và thương mại, là 796.000 căn, tăng 36,7% so với 583.000 căn năm 2022. Tuy nhiên, theo kết quả thống kê của Viện Nghiên cứu Nhà ở Vi Đình của Quosin Data, số lượng nhà đấu giá pháp lý năm ngoái là 530.000 căn. Tại sao dữ liệu từ các tổ chức khác nhau không khớp nhau? Theo các báo cáo truyền thông, Alibaba Assets giải thích rằng có nhiều nền tảng giao dịch tài sản quốc gia khiến việc thu thập tất cả dữ liệu trở nên khó khăn. Ngoài ra, các danh sách lập lại do các cuộc đấu giá thất bại có thể làm sai lệch số liệu cuối cùng. Nhiều tổ chức dựa vào việc thu thập dữ liệu từ website, điều này không phải lúc nào cũng chính xác. Điều chắc chắn là số lượng danh sách nhà đấu giá pháp lý trong năm 2023 đã tăng đáng kể so với năm trước. Cả dữ liệu trung lập của Quosin cũng đều cho thấy các danh sách và giao dịch tăng từ 20% đến 40%. Theo báo cáo của Reuters, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, một cuộc khảo sát dân sự cho thấy số lượng nhà đấu giá tư pháp ở Trung Quốc trong năm 2023 tăng 43% so với năm trước, phản ánh xu hướng lo ngại về tỷ lệ vỡ nợ thế chấp trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm và kinh tế khó khăn hồi phục. Trong ngành tài sản xấu, nhà đấu giá pháp lý lại là loại tài sản phổ biến nhất, được bán đấu giá do tòa án thực thi dựa trên hợp đồng vay và yêu cầu của các tổ chức tài chính, chủ yếu là do hai nguyên nhân sau. Vi phạm hợp đồng thế chấp khi chủ sở hữu bất động sản không thể tiếp tục thanh toán khoản vay, dẫn đến việc ngân hàng hoặc tổ chức cho vay yêu cầu tòa án thực thi bán đấu giá bất động sản để thu hồi khoản vay. Và bất động sản được thế chấp cho khoản nợ, khi người nợ không thể thanh toán khoản nợ, chủ nợ có thể yêu cầu tòa án bán đấu giá tài sản thế chấp để giải quyết nợ. Theo thông tin từ trang web thông tin thi hành án của tòa án tối cao, tính đến đầu tháng này, số người bị thi hành án không trung thực đã lên tới 8,61 triệu người. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều bất động sản được đưa ra đấu giá và dự kiến số lượng nhà đấu giá pháp lý niêm yết trong năm 2024 sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, các nhà đầu tư của Ting Yi Feng, một công ty quản lý tài sản trị giá hàng trăm tỷ, cũng đã bắt đầu dùng bất động sản của mình làm tài sản thế chấp để đầu tư. Chưa biết số bất động sản của những nhà đầu tư này có trở thành nhà đấu giá thi hành án hay không. Một số nhà phân tích bất động sản tin rằng làn sóng vỡ nợ thực sự vẫn chưa đến. Blogger này nói, hầu hết các ngôi nhà đang đấu giá hiện nay là những ngôi nhà mà các khoản thanh toán đã ngừng từ 2 năm trước. Số người vỡ nợ tăng lên mỗi năm, vì vậy số lượng nhà đấu giá tư pháp sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến giá cũ ở địa phương. Nhiều người mua nhà vào các năm 2020, 2021 và 2022. Diện tích bán của các ngôi nhà mới trong năm 2020 và năm 2021 là cao nhất từ trước đến nay, gần 18 tỷ mét vuông. Hầu hết những người mua này đã mua ở mức giá đỉnh. Nếu chúng ta tính toán số lượng nhà mua trong top 30 thành phố lớn và vừa trong vài năm qua,
chúng ta có thể thấy có bao nhiêu người đang bị mắc kẹt. Đối với những người mua nhà vào thời điểm giá cao, một khi bị mắc kẹt, bạn có nghĩ rằng họ có thể thoát ra ngay bây giờ không? Nếu như nắm giữ cổ phiếu đã giảm mà không cắt lỗ, chờ đợi một sự phục hồi sau khi giảm 20%, chỉ có thể thấy nó giảm xuống 30%, rồi 50%, và 60%, cuối cùng thì bỏ mặc. Một số công ty có thể phục hồi từ các khoản lỗ chứng khoán sâu, nhưng bất động sản bị mắc kẹt trong các khoản lỗ sâu có thể không bao giờ phục hồi. Mối quan hệ cung cầu ở Trung Quốc đang bị mất cân đối nghiêm trọng. Trong tương lai, nhà có thể hoàn toàn không bán được, biến những khu vực đó thành thị trấn ma. Năm 2024, số lượng nhà đấu giá tư pháp đã tăng đáng kể. Và ngày 22 tháng 2, Học viện Chỉ số Trung Quốc báo cáo rằng, trong tháng 1 năm 2024, có 100.400 căn nhà đấu giá pháp lý được niêm yết trên toàn quốc, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1 năm nay, tổng số lượng nhà đấu giá pháp lý được niêm yết trên toàn quốc đạt 219.000 căn. Trong đó, số lượng niêm yết trong tháng 3 là 37.000 căn và tháng 2 là 41.000 căn. Khi số lượng nhà đấu giá pháp lý tăng cao, giá giao dịch có xu hướng giảm. Dữ liệu cho thấy, trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ chiết khấu trung bình của nhà đấu giá pháp lý trên toàn quốc là 74%, riêng trong tháng 3, tỷ lệ chiết khấu là 72%, đánh dấu sự giảm liên tục trong 4 tháng và giảm đáng kể từ 76% vào tháng 12 năm trước. Số lượng nhà đấu giá tư pháp tăng chủ yếu là do điều kiện kinh tế. Ngày càng nhiều người mua nhà bằng khoản vay và phải đối mặt với vấn đề đứt gãy dòng tiền. Một báo cáo của Cơ quan Tin tức Trung ương Đài Loan nêu rõ rằng, chủ các doanh nghiệp và các chủ nhà cá nhân ở Trung Quốc đều đang gặp khó khăn trong việc trả nợ vay. Nhiều người do thu nhập giảm, không thể tiếp tục trả nợ thế chấp, dẫn đến việc tài sản của họ bị đưa ra đấu giá. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phá sản, dẫn đến tài sản của họ vốn được sử dụng làm tài sản thế chấp, bị đấu giá như một phần của quy trình phá sản. Số lượng tài sản bị đấu giá tăng vọt và bất động sản giảm cũng đang ảnh hưởng đến các ngân hàng. Số lượng nhà đấu giá pháp lý tăng mạnh và giá nhà giảm sâu đã khiến các ngân hàng cũng bắt đầu không chịu nổi. Vào tháng 6, các báo cáo xuất hiện cho thấy các ngân hàng đã bắt đầu từ chối việc thu hồi các tài sản vỡ nợ. Một chủ nhà tiết lộ rằng, sau 6 tháng vỡ nợ, ngân hàng thông báo rằng họ không muốn nhận lại ngôi nhà. Thay vào đó, ngân hàng đề nghị một thỏa thuận chỉ phải trả 1/4 khoản vay hàng tháng hoặc thậm chí ít hơn trong 2 năm tới. Việc vỡ nợ thế chấp lan rộng có thể dẫn đến nhiều tài sản bị bán đấu giá hơn, tiếp tục làm giảm giá và khiến các ngân hàng khó bán được những tài sản này. Việc giữ quá nhiều tài sản vỡ nợ gây ra tổn thất lớn cho các ngân hàng về thời gian và chi phí truy thu nợ. Theo phân tích, việc ngân hàng cho phép các chủ nhà giảm số tiền trả nợ hàng tháng, trong khi vẫn tiếp tục trả nợ nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu và giảm áp lực tài chính. Theo thống kê từ China Real Estate News, trong số 17 ngân hàng niêm yết, bao gồm 6 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn đã công bố dữ liệu, tỷ lệ nợ xấu trong ngành bất động sản vào cuối năm 2023 đã tăng ở 11 ngân hàng và chỉ giảm ở 6 ngân hàng. Ngừng cung cấp tài chính và nhận nhà đấu giá là cách làm quen thuộc của ngân hàng khi quy mô nhà đấu giá thi hành án chưa lớn. Tuy nhiên, với quy mô ngày càng tăng của nhà đấu giá và thị trường bất động sản trì trệ, các ngân hàng hiện nay thận trọng hơn. Việc tích lũy các tài sản vỡ nợ là một gánh nặng lớn đối với các ngân hàng, vì các cuộc đấu giá hàng loạt chỉ dẫn đến sự giảm giá tiếp tục. Trong khi chủ nhà vẫn chịu trách nhiệm với số tiền vay còn lại, nhưng khi nhà không còn, có bao nhiêu người vẫn muốn trả phần còn lại của khoản vay. Ngân hàng có thể khởi kiện, nhưng thắng kiện mà không lấy được tiền thì là vô ích. Việc cho chủ nhà một thời gian để giảm gánh nặng tài chính và tiếp tục trả nợ, cơ hội lấy lại tiền của ngân hàng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nếu kinh tế tiếp tục suy thoái, các ngân hàng có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý ngày càng nhiều các tài sản vỡ nợ. Dữ liệu bất động sản mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cũng chứng minh rằng tình trạng suy thoái kinh tế của Trung Quốc vẫn tiếp tục và trầm trọng hơn, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ bất động sản là trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 6, tổng đầu tư phát triển bất động sản quốc gia đạt gần 5,3 nghìn tỷ tệ, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư vào nhà ở là gần 4 nghìn tỷ tệ, giảm 10,4%. Diện tích xây dựng của các doanh nghiệp phát triển bất động sản khoảng 7 tỷ m2, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích xây dựng nhà ở là khoảng 4,9 tỷ m2, giảm 12,5%. Diện tích khởi công nhà mới đạt tổng cộng 380 triệu mét vuông, giảm 23,7%. Diện tích khởi công nhà ở mới là 278 triệu mét vuông, giảm 23,6%. Diện tích sàn hoàn thành là 265 triệu mét vuông,
giảm 21,8%. Diện tích nhà ở hoàn thành là 193 triệu m2, giảm 21,7%. Đến cuối tháng 6, diện tích nhà thương mại chưa bán được là 739 triệu m2, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích nhà ở chưa bán được tăng 23,5%. Tình hình tài chính của các doanh nghiệp phát triển bất động sản đang rất nghiêm trọng. Dữ liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 6, nguồn vốn cho các nhà phát triển bất động sản đạt tổng cộng 5,4 nghìn tỷ tệ, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản vay trong nước là 821 tỷ tệ, giảm 6,6%, đầu tư nước ngoài là 1,3 tỷ tệ, giảm 52%, vốn tự huy động là 1,9 nghìn tỷ tệ, giảm 9%, tiền gửi và khoản thanh toán trước là 1,6 nghìn tỷ tệ, giảm 34%, và các khoản vay thế chấp cá nhân là 775 tỷ tệ, giảm 38%. Những cạm bẫy của thị trường bất động sản Trung Quốc đã trở nên rõ ràng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không ai muốn nhảy vào nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng YouTube và Kênh Trình Hua. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.